Chào tất cả quý vị và các bạn ạ. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Túng Tiền. Ok, trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được chào đón một siêu phẩm tiếp theo trong làng xe buýt của Thaco. Đó là Thaco TB95S, hay còn gọi là Thaco Thao đấy ạ, TB95S. Thì hôm nay chúng ta sẽ được trải nghiệm một phiên bản bus 39 chỗ. Thực ra thì sẽ có hai phiên bản ghế khác nhau bạn nhé. Một phiên bản ghế 35 chỗ và một phiên bản ghế 39 chỗ. Thì chúng ta sẽ được hôm nay sẽ được trải nghiệm một phiên bản 39 chỗ ngồi với phiên bản bánh lốp lớn đó. Thì con này thì hiện tại thì trên thị trường giá thực tế của nó đang là 1,9 tỷ, và giá khi mà lăn bánh ấy, thì nó khoảng 2 tỷ. Vậy thì ở ngoài đời với một cái giá khoảng 2 tỷ bạn mới sở hữu được một con Thaco Town TB95 đời 2017 với giá khoảng 2 tỷ. Xe ghế ngồi chạy tua thì trong bếp ES2 với giá khoảng 200.000, bạn sẽ được sở hữu ngay một cái bản mod là xe Thaco TB 95S Thaco Town đời 2017 với giá khoảng 200.000. Vậy thì với 200.000 chúng ta bỏ ra thì sẽ được sở hữu những cái gì sau đây? Tất nhiên là xe thì theo mình đánh giá thì xe đã hoàn thiện từ khoảng 95%. Tại sao mình nói khoảng 95%? Thực sự thì nó sẽ còn một vài các cái lỗi nho nhỏ mà sẽ được fix trong tương lai. Còn những cái lỗi nào thì mình sẽ liệt kê trong quãng đường mình sẽ di chuyển. Còn hiện tại bây giờ thì chúng ta sẽ nói chung thì tham quan một vòng nội ngoại thất của em nó, xem có gì đặc biệt và có gì khác biệt hay không. Thì theo như đánh giá, theo như hình ảnh và cũng như hình ảnh như thế này á, đánh giá thì đây nó cũng là một bản mod tương đối là hoàn hảo. Thứ hai nữa thì về thiết kế thì nó mang hơi hướng thiết kế của một con u con của Hyundai. Đó. Bạn thấy nó khá là giống Hyundai Unover đúng không ạ? Hoặc là Chaco Meco Unover. Đó. Phiên bản xe ghế ngồi loại u con đấy bạn nhé, u con rất là giống luôn đấy. Thực ra thì có hai phiên bản khung thân khác nhau. Đây là TB95 thì TB95 có hai phiên bản đúng không bạn? Một phiên bản U và một phiên bản xe thường không phải là U. Và kể cả TB82 cũng vậy. Và TB85 nữa. Đó. Thì đối với TB82 thì TB85 thì nó không có, nó chỉ là U thường thôi. Nó chỉ là một cái xe thường chứ không phải là dòng gạch U như thế này. Còn TB95 thì có hai phiên bản. Một phiên bản dạng U như này và một phiên bản dạng không có gạch chéo U, như kiểu U Hyundai các bạn. Đó. Về thiết kế càng trước thì nói chung hơi mờ nhạt một tí xíu bạn, các cái đường nổi dập thiết kế hơi mờ nhạt một tí xíu, nhưng mà nó cũng có thể do mình dùng skin á, nó vẫn chưa thực sự là đạt cái yếu tố màu sắc, như là các cái đường dập nổi mặt trước nó vẫn không nổi cho lắm, nhưng mà sẽ được fix trong tương lai một tí xíu. Và hệ thống cản trước thì sẽ có đèn led và đèn sương mù bên dưới, và cụm đèn của TB82 và TB85, và cả TB85, 82, 85 và 95 thì đều như nhau, gần đá ná giống nhau như này. Đá ná nó tương tự như này, không khác nhiều lắm các bạn ạ. Vì đây là đời 2017 các bạn nhé, đây là xe đời 2017. Vì đây là xe đời 2017 cho nên là vô lăng của nó sẽ là vô lăng của 2017. Nó cũng gần giống như vô lăng của Thaco 2018 ấy, Mobi Home 2018. Thực ra thì Thaco Mobi Home 2018 nó như thế này, nhưng mà nó không có cái dạng màu trắng thôi, chứ không khác nhau nhiều lắm đâu. Đấy. Về nội thất thì cũng tương tự như nhau thôi. Và con này sẽ được mở cửa K1, K2, hiện tại chưa mở cửa các bạn nhé. Đấy, đây là hàng ghế ngồi của chúng ta. Với nội thất thì cũng rất là theo tiêu chuẩn, với đèn trần và hệ thống loa và các cái lỗ gió, các cái hốc gió điều hòa. Đó. Ghế theo tiêu chuẩn. Nó khá là giống một con u con các bạn. Đây là TV. Hôm nay thì mình sẽ chạy con xe của dịch vụ thuê xe Vichaco ở Đà Nẵng. Thì Vichaco là một thương hiệu cho thuê xe từ xe du lịch, từ xe con, xe tự lái, từ xe con, xe tự lái tới những dòng xe buýt ca chạy tour từ 29 đến 45, 45 và 47 chỗ. Thì hôm nay thì mình sẽ chạy phiên bản xe 35, từ 35 tới 39 chỗ của Vichaco với xe Thaco Town TB95S. Đấy, hôm nay thì mình sẽ chạy tour đi theo dạng chạy caravan các bạn, chạy xe caravan các bạn, chạy xe du lịch xuyên Việt. Hiện tại thì mình đang
trả khách chạy theo tour, trả khách ở Thái Lan. Nên chúng ta sẽ khám phá một cái map đường nghịch, map Tà Lan nghịch. Nhưng mình Tà Lan nghịch nhưng mà là đường nông thôn, đường hẹp, chạy rất là phiêu lưu các bạn. Các bạn hãy cùng mình đón xem và trải nghiệm với Taco Town sẽ có điều gì khác biệt khi mà lái. Vì đây là Ucon cho nên là chiều dài cơ sở của xe là khoảng 8m, 8m rưỡi các bạn nhé, 8m rưỡi. Cho nên là xe sẽ ngắn đòn hơn rất là nhiều. Như là 8m rưỡi nó ngang với lại Taco Cadum, Cadum TB85 đời 2019. Nó cưng, nó ở trên nó cũng gần như kiểu là khung gầm như vậy các bạn. Về TB85 120S ga đầm á là nó cũng dài 8,5m, 35 chỗ, nhưng mà có thể lên tới 39 chỗ cũng được, thì nó cũng là khung thân dài 8,5m, 8,5m hoặc 8,6m gì đấy, nó chỉ nhìn hơn một chút xíu thôi, không hơn đâu các bạn ạ. Rồi ok, bây giờ mình đã khởi động động cơ lên và chúng ta sẽ bắt đầu lên đường. Wow, phần này có hèn, có cái sun đèn này, sun lùi nghe vui ghê. Thực ra thì mình đang sử dụng một cái sun sun giống như sun của đạp đỗ trước kia mình cũng dùng ấy. Đấy, DOH6C à, DH6 à. Con này thì sẽ được trang bị động cơ Weichai, đang trang Weichai tiêu chuẩn là khí thải Euro 3. Đấy. Với công nghệ phun nhiên liệu điện tử carbon rail của của động cơ Cummins, cái gì công nghệ động cơ Cummins với phun nhiên liệu điện tử theo công nghệ camera gì đấy của áo đấy. Các thông số mình tìm hiểu về cái dòng TB895 là trên là như thế. Rồi ok, chúng ta sẽ lên đường các bạn nhé, hơi mất nhiều thời gian trong khoảng review. Bây giờ chúng ta sẽ trải nghiệm luôn. Bây giờ chúng ta sẽ trải nghiệm luôn, trải nghiệm TB95 trong map Tà Lan nghịch nông thôn, đường hẹp, đường siêu hẹp luôn, chạy rất là phiêu lưu đấy. Mình trả khách tour xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi về đấy, nông thôn đường hẹp nha anh em. Đấy, anh em thấy không, nông thôn đường hẹp nhá, đường rất là phiêu luôn. Đấy, đường rất là hẹp, đường đông quá không vượt được bà con quá ạ. Hai xe sẽ nhau đường này thì rất là đường nó hẹp, sẽ nhau thì gọi là nét hết cỡ. À, máy vượt chai chạy bốc thật. Nào, cho xin trường nào bác ơi, anh nhanh về Việt Nam nào. Ôi, đường này đường hẹp đó anh em ạ, đường hẹp mà lưu lượng giao thông ở đây rất là nhiều. Bạn thấy đường hẹp mà lưu lượng giao thông rất là đông này. Đường rất hẹp luôn. Chỉ đúng vừa hai làn xe chạy và tránh nhau thôi. Wow, đường hẹp quá đi mất thôi. Chạy phê quá đi bà con ơi.
ICRS phiên bản mở rộng, nó sẽ có đường cao tốc. Thì gốc của nó là gốc ICRS bạn nhé. Có rất là nhiều cảnh của ICRS. Wow, mềm quá. Không bật được, không bật được. Đường đông lắm anh em ạ. Lên dốc mà mấy con đầu kéo chạy ngược chiều chạy kinh thật. Kia đường cao tốc các bạn kìa, vãi nổi, à, đường hẹp quá bà con đây. Trời xa vào đầu kéo, wow, đường nghiêng, à, đầu kéo nó quay từ xe này, wow, đường nghiêng, rất là phiêu lưu, nghiêng này. Sắp nét chạy cho nó máu. Mình sẽ vô đây đổ dầu và kiểm tra kỹ thuật xe luôn. Đấy, vừa mới va quẹt xe hư hỏng khá nặng nề. Rồi mở cửa đổ dầu. Cái này cửa hàng xăng dầu này khá giống ICRS. Có các anh nhân viên bán dầu. Mình sẽ vô đây để kiểm tra kỹ thuật xe một chút xíu bà con ơi. Sau khi bao quẹt với anh đầu kéo.
chúng ta sẽ lên một cái cây cầu. Một cái cây cầu phải nói là giống như cái cây cầu ở Bắc ngang qua biển, nối liền với nhau vậy. Thì đấy, cái này là không lách được đâu nè. Ách tắc giao thông, mỗi container đi lên dốc lên không nổi thì ách tắc giao thông mà con quá à. Chỗ này thì có lách không nổi được, có ách tắc giao thông lách không nổi, để cho bay được thôi. À, cuối cùng thì cũng đường đã thông rồi, chúng ta lên lại tiếp tục lên. À, là vì có cây cầu và cái dốc khủng khiếp này bà con quá. Ách tắc giao thông rồi. Ôi, ách tắc giao thông, đường này rất là nhiều xe đi. Vì đây là con đường độc đạo huyết mạch. Ôi, ách tắc giao thông kìa, ách từ đầu kia ách lại đây. Nhanh, bắt ơi, nhanh đi. Đấy, lại đâm nhau tai nạn kìa, vãi nổi. Hay ách tắc giao thông sát đít luôn. Ok, mình sẽ ghé vô cái một cái bến xe nho nhỏ đây các bạn nhé. Mình ghé vào đây. Chạy đến đây rồi nó còn dừng lại nữa. Đau đầu với ông bố cho con này ghê. Mình sẽ ghé vô một cái trạm xe buýt ngay đây. Đây là xe con, còn đây là bên đây là xe buýt, và bên kia là xe ôm. Bến xe rất là hiện đại. Gãy gương họ mất giờ. Lách được trong đây đó không nhỉ? Đang lách chặt quá. Nếu lách vào đấy chặt quá thì mình sẽ đứng ở ngoài đây luôn. Đứa
Vậy thì video ngày hôm nay của mình trải nghiệm với Capotel TB95S với phiên bản xe 39 chỗ ngồi của công ty Vichaco dịch vụ cho thuê xe ở ngoài Đà Nẵng, thì cũng xin được phép kết thúc tại đây ạ. Anh em muốn mua xe đừng quên trong phần mô tả, mình có để link trong phần mô tả đấy ạ, mua xe Capotel với giá khoảng 200.000 thì các bạn sẽ được sở hữu một cái bản mod Capotel, nó cũng tương đối là giống ngoài đời thật. Xe thì cũng tương đối là đẹp, trong tương lai thì xe sẽ còn được cập nhật nhiều hơn nữa. Và một lần nữa xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ạ.